Xin chào các bạn, thì dàn tiếp theo ở trong phương trình vi phân cấp 1 mà cô sẽ giới thiệu đó là phương trình đẳng cấp. Thì trước khi đi vào phương trình đẳng cấp là gì thì người ta đi cái định nghĩa về hàm thuần nhất bậc k ha. Fx sẽ được gọi là hàm thuần nhất bậc k nếu như nó thỏa mãn điều kiện là f của tx ti sẽ bằng là t mũ k nhân với f của xi nhé. Rồi thì từ cái định nghĩa này chúng ta sẽ đi sang cái định nghĩa phương trình vi phân đẳng cấp. Thì phương trình có dạng là m x y dx cộng với n x y dy bằng 0, được gọi là phương trình đẳng cấp hay có tên gọi khác là thuần nhất nha các bạn, nếu như trong trường hợp m n này là những hàm thuần nhất cùng bậc như nào. Rồi thì khi này các bạn để ý là kiểu có thể là gì các bạn, x mũ 2 y ha, dx chẳng hạn cộng với là x y bình chẳng hạn dy không, thì đây là một dạng phương trình đẳng cấp. Thì bạn thấy rằng trong trường hợp này này thì cụm này chỉ là m đúng không, và cụm bên này chỉ là n thế nào. Thì bạn thấy là nếu như trong trường hợp bạn thấy thấy x là bằng tx rồi là y bằng ti thì phải có phải chỗ này sẽ thu được là t mũ 3 đúng không, nhân với x bình y thế nào. Còn ở bên này tương tự như vậy, bạn thấy x là bằng tx ha, y sẽ bằng là gì, ti, thì bạn sẽ được là vẫn là t mũ 3 x y bình thế nào. Như vậy bạn thấy trong trường hợp này dạng này là dạng đẳng cấp bởi vì nó thỏa mãn cái phương trình ở bên này này, thỏa mãn điều kiện trên này ha. Như vậy nhìn nhận chung là gì các bạn, là khi bạn nhìn vào MN mà thấy rằng là cái MN này bậc theo x và theo y là giống nhau thế nào, thì bạn nhận diện được đây là phương trình đẳng cấp nhé. Thì dạng phương trình đẳng cấp này bạn có thể giải như thế nào, thì bạn sẽ đặt đấy nha, sẽ đưa cái phương trình ban đầu về dạng là y phẩy sẽ bằng một cái hàm phi nào đó theo y x này, và ngoài y phẩy ra thì đôi khi người ta còn từ cái dạng này bạn sẽ đưa về dy chia dx ha, tùy theo d là cho sẵn là y phẩy hay là cho dy dx, và bạn sẽ phải cân nhắc được cái nào. Nếu như cho y phẩy này này thì có nghĩa là lúc này y là hàm ha, cùng này thì y là hàm này, còn x là biển rồi, thì bạn không cần phải biện luận x ở dưới này nữa được cái nào. Rồi, nhưng mà trong trường hợp chỉ có là dy chia dx thôi thì có thể là y là ẩn hàm hoặc là x ẩn hàm, thì cái này bạn cần phải biện luận x bằng 0 ở đây. Đấy, trước khi chia xuống ha, trước khi chia thì bạn phải biện luận y bằng 0 ở đây. Thì đi vào ví dụ cụ thể cô sẽ hướng dẫn cho bạn ha. Thì bây giờ phương pháp giải thế này này. Để như bạn gặp một cái phương trình đẳng cấp thì bạn đặt z bằng y chia x, như vậy từ đây bạn suy ra được là y sẽ bằng z nhân x đúng không? Từ đây chúng ta có là gì, y phẩy nha. Y phẩy thì đạo hàm của lượng này sẽ bằng lượng bên này đạo hàm, lượng bên này đạo hàm thì dạng u nhân v đúng không bạn, như vậy x đạo hàm thì còn là z ha, và z đạo hàm thì sẽ được là z phẩy nhá nhân với x. Thì bạn lưu ý trong trường hợp này z này là hàm theo x nhá, do đó khi bạn đạo hàm đi thì nó không phải bằng không đâu mà sẽ là z phẩy theo x đấy nhá, thì bạn thu được lượng này. Từ đây bạn sẽ đưa được cái phương trình ban đầu ha, tức là phương trình số 6 trên này này, phương trình số 6 đến nay về dạng phương trình biến số phân ly ha. Thì ở đây bạn có này, y phẩy thì chính là bằng cái công thức này đưa xuống, chứng tỏ là bằng gì, bạn có là z ha, nhân với x, nhân với z phẩy thì cô ghi lại là dz chia dx sẽ bằng phi của cái hàm theo y chia x, mà y chia x thì là bằng z, như vậy cô ghi lại được là phi z. Từ đây bạn chuyển về bạn sẽ được là x dz chia dx sẽ bằng phi z trừ đi dz đấy nhé nào. Thì bây giờ đưa về phân ly thì bạn phải chia cụm này xuống đúng không? Chia cụm này xuống thì bạn phải biện luận xem đường bên này bằng không thì thế nào, khác không thế nào ha. Trường hợp đầu tiên đường này bằng không. Đường này bằng không thì bạn sẽ thể vào đây đúng không? Thể vào trên này này, đấy nhá, thì bạn sẽ thu được cái lượng này là bằng không. Lượng này bằng không thì đồng nghĩa với việc là gì? Z phẩy sẽ bằng không. Z phẩy bằng không thì từ đây bạn sẽ suy ra được nghiệm dạng là y bằng cx. Đấy nhá, C này là khi bạn tìm ra thì nó sẽ là một con số cụ thể nào đó, giả sử như phương trình là y bằng x hay là y bằng 3x vân vân đấy nhá nào. Thì từ đó bạn sẽ đi kiểm tra đây sẽ là nghiệm rơi vào hoặc là trường hợp nghiệm kỳ gì hoặc là nghiệm riêng nhá nào. Thì kết luận chính xác thế nào thì bạn phải đợi công thức nghiệm tổng quát rồi chúng ta sẽ kết luận ha. Tiếp, nếu như trường hợp mà cái giá trị là phi z trừ z này khác không thì bạn bắt đầu chia xuống để đưa về phương trình biến số phân ly. Từ đây bạn nguyên hàm lên theo biến gì, biến z, xin lỗi, nguyên hàm lên hai vế ha, thì bạn sẽ được là
cụm này nguyên hàm bằng cụm này gọi nguyên hàm cộng với c, thì ở đây cô có thể ghi trừ rồi bằng c cũng được, tức là chúng ta ghi kiểu nào cũng ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm ví dụ thử, ví dụ như sau, giải phương trình này ha. Bây giờ nhìn vào cái này làm sao mà biết được phương trình đẳng cấp đấy nè, thì bạn thấy là nếu như bạn người ta có thể cho dạng này, tức là cho y phẩy đấy nhá, y phẩy thì bạn có thể ghi lại là dy chia dx bằng chỗ này sẽ là gì, 2x cộng với 3y thì đúng không? Nếu như bạn nhân ngược lên á thì bạn sẽ có là x này dy này trừ đi 2x cộng với 3y dx đúng nhá, nào bằng không đúng không? Như vậy ở đây bạn thấy là đều có dạng bậc nhất, MN ở đây đều là bậc nhất theo biến x và y đấy nào. Hoặc là nếu như trong trường hợp mà người ta đã để sẵn dạng chia thế này rồi thì chúng ta nhìn thấy rất là đơn giản là gì, trên trên tử và dưới mẫu nó cùng bậc với nhau đấy nhá, hoặc là trên này bậc 2, bậc 2, bậc 2 thì đây cũng chỉ là phương trình đẳng cấp đấy nhá nào. Thì lại phân tích tiếp là trong trường hợp này người ta đã ghi sẵn là y phẩy rồi, như vậy y trong trường hợp này là hàm số đúng không, cứ vậy chúng ta làm luôn đấy nhá nào. Rồi, thì bây giờ chúng ta có gì? Từ phương trình này thì gì? Sẽ suy ra được là y phẩy sẽ bằng chia xuống ha. Bên này được 2 cộng với 3 y chia x. Như nào? Rồi. Thì trong trường hợp này biết chắc là x là biến rồi. Thì chúng ta cần phải nhận xét gì về x nữa. Mà, nha, chúng ta đặt luôn. Z sẽ bằng y chia x ha. Từ đây bạn sẽ suy ra được y sẽ bằng x z đúng không? Từ đây suy ra được y phẩy chỉ bằng gì, x đạo hàm còn z, z đạo hàm được z phẩy, như vậy x chịu nguyên z phẩy đấy nhá. Từ đây cái phương trình ban đầu này sẽ suy ra gì, tao suy ra đấy nhá nào, y phẩy chỉ là bằng z cộng với x z phẩy đấy nhá, sẽ bằng 2 cộng với 3 lần y chia x, tức là 3 lần z. Từ đây bạn sẽ suy ra được là x nhân với z phẩy, cô ghi lại là dz chia dx ha, sẽ bằng gì, 2 cộng với 2z đấy nào. Thì bây giờ muốn đưa về phương trình biến số phân ly thì bạn phải chia cái cùng bên này xuống, mà trước khi chia thử ra biến đoạn, nếu trường hợp thứ nhất 2 cộng với 2z bằng không, đồng nghĩa với trong trường hợp này là bạn suy ra được z sẽ bằng gì, trừ 1 đúng không? Z bằng trừ 1 có nghĩa là gì? Y chia cho x bằng trừ 1 các bạn. Từ đây suy ra y bằng trừ x nhé. Rõ ràng lúc này phải là nghiệm không? Y bằng trừ x nhé nào. Bây giờ bạn thử lên thì bạn thấy chắc chắn là phải thế nhé. Thì bạn ghi là nghiệm. Còn nghiệm gì thì chúng ta chưa khẳng định. Là nghiệm của phương trình ha. Bây giờ tiếp, nếu như trong trường hợp 2 cộng với 2 z này khác không thì sao? 2 cộng với 2z khác không? Thì cái phương trình trên này cô để nhớ là phương trình 1 đi. Sẽ suy ra gì? Từ 1 suy ra ha. Bạn chia xuống bạn sẽ được là dz chia 2 cộng với 2z. Nghĩa là sẽ bằng gì? Dx nhân lên chia x xuống. Đúng nhá. Rồi. Từ đây bạn sẽ lấy nguyên hàm hai vế lên. Bạn được gì? Sẽ bằng nguyên hàm của dx chia dx nhé nào. Lượng này đưa ra chỉ là gì các bạn, 1 phần 2 để riêng phải không, log Nepe trừ tuyệt đối của 1 cộng z đấy nhé nào, bằng 1 phần x nguyên hàm lên là log Nepe trừ tuyệt đối của x cộng với c đúng không, bình thường sẽ là cộng với cái c nào đó, bên này thấy log bên kia có log đúng không nhỉ, như vậy tốt nhất thì ở đây cô có thể ghi là thay vì c cô ghi log của c1 được không nhé, hoàn toàn được đúng không, giá trị log mình có thể nhận âm dương nhé là, hoặc là bằng không nhé, bất kỳ. Như vậy trong trường hợp này vì C1 nằm trong log nên C1 điều kiện phải lớn hơn không ha. Từ đây bạn có thể đưa được về cái gì đây, bằng ha, suy ra hả, suy ra chỗ này có thể rất là nhiều cách, mỗi người biến đổi mỗi kiểu nha các bạn, nhưng mà cách nào biến sao chúng ta biến đổi đúng là được hết. Như vậy trong trường hợp này bạn có thể này, hoặc là đưa cái con hai này lên ở phía bên kia đúng không, hoặc là có thể đưa vào trong này bình, thì cô thử đưa lên phía bên kia nha, về cô sẽ được là log của 1 cộng với z nhé nào,
sẽ bằng island lock đúng không? Của ít bình như vậy, của ít như vậy cô đưa vào là lock của gì? Ít bình đúng không? Ít bình đúng nhá. Đó. Vì bạn có công thức là A log B sẽ bằng log của B mũ mũ A đó. Đấy như nào. Tiếp tục. Còn với cái này sẽ là gì các bạn? Nhân vào sẽ là log của C1 bin đúng không? Đó. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có này, từ đây suy ra được trị đổi của một cộng với Z sẽ bằng C1 bin này cô đặt bằng C2 ha. Rồi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ được là C2 nhân với x bình. Đấy nhá. Tiếp tục. Ở đây có trị tuyệt đối đúng không? Như vậy tức là cái lượng bên này nó dương. Sẽ bằng bên này cũng là một cái lượng dương ha. C2 này có đặc điểm gì các bạn? C2 này nhớ là điều kiện lớn không nha. Đúng không? Vì, vì C1 lớn không nên C2. Thế nhá nào. Bằng C1 bình. Như vậy nó cũng lớn không luôn. Tức là sẽ không rơi được vào trường hợp bằng không đó. Nha. Tiếp tục nào. Ở đây chúng ta phải chỉ đổi đi thì suy ra được một cộng với z sẽ bằng gì? Như vậy trong trường hợp này lúc này hàm bên này có thể âm có thể dương đúng không? Như vậy cô sẽ đặt bằng cái c nào đó nhân với bình đúng không? Như vậy trong trường hợp này c này có thể là bằng cộng hoặc trừ c2 đúng nhỉ? Như vậy c này phải gì? Không, đúng nhá. Rồi. Như vậy từ đây bạn có được là một cộng z tức là một cộng x. À, một vòng y chữ x ha. Sẽ bằng c nhân với x bình là c này à, không đúng thế nào. Thì từ đây bạn thấy gì, chúng ta đã giải được cái phương trình vi phân này về kết luận là gì nào? Biểu thức này là biểu thức có mối quan hệ của x và y, như vậy đây chính là tích phân tổng quát đấy nhá, tích phân tổng quát ha, sẽ là một cộng với y chữ x bằng c của x bình đấy nhá. Lưu ý trong trường hợp này C điều kiện đi kèm là phải không? Rồi bây giờ các bạn để ý là y bằng trừ x cũng thỏa mãn cái phương trình ban đầu. Mà y bằng trừ x đáp vào cái công thức tích phân tổng quát đó, thì có nghĩa là ứng với C là bằng 0 đúng không? Như vậy bạn nhận thấy này C bằng 0 thì y bằng trừ x cũng là nghiệm đúng không? Là nghiệm. Đấy là. Như vậy thay vì chúng ta kết luận là tích phân tổng quát là ứng với trường hợp này thôi thì bạn gộp chung cả hai trường hợp này lại thì bạn sẽ suy ra được gì? Bạn sẽ suy ra được là cái công thức tích phân tổng quát của chúng ta sẽ bao gồm có cả cái trường hợp này đi vào nữa, trường hợp C bằng 0 này vào nữa. Như vậy chung quy là chúng ta có thể bỏ điều kiện này đi và ghi lại là gì? C này thuộc vào C này thuộc vào R đúng không ạ? Và đồng thời cái y bằng trừ x này sẽ là rơi vào nghiệm nghiệm riêng đúng không? Chuyện của phương trình nhé. Như vậy cái y bằng trừ x này bạn có thể nói thêm hoặc là không không nói thì nó đã nằm gộp trong này rồi cũng ok ha. Như vậy đây là trường hợp thứ nhất. Như vậy tóm lại thì phân tổng quát của bài này sẽ là một cộng với y chữ x sẽ bằng c bên trong đó c này thuộc về r. Thế nào. Tiếp tục bài số 2 ha. Bây giờ bạn để ý là nó có bài này. Bài này thì hiện tại người ta đang để dx và dy. Như vậy khi mà bạn giải thì bạn sẽ biên luận x y ha. Bây giờ chưa chưa nói rõ là y phẩy thì bạn cứ biên luận cả x cả y cho con. Bây giờ có này. Sẽ trường hợp x bằng 0 đi. X bằng 0 thì bạn thể vào vế bên này bạn thể nó bằng 0, vế bên này dx thì lượng này cũng bằng 0, do đó y bằng 0 thỏa phương trình đã cho. Tiếp nếu như mà x khác không thì bạn sẽ làm việc gì, chia hai vế cho x bi đúng không? Tức bạn sẽ chuyển vế, bạn có phương trình sau ban đầu này này, suy ra gì, dy chia dx sẽ bằng bên này sẽ là x bin cộng với y bin chia cho x bin hai, cô để bên này ha. Từ đây bạn sẽ được là hai dy chia dx sẽ bằng một cộng với y chia x cả bin. Thế nào? Rồi. Thì trong trường hợp này bạn sẽ đặt là dễ ha. Sẽ bằng y chữ x. Từ đây bạn sẽ suy ra được y sẽ bằng x nhân với z. Suy ra y phẩy sẽ bằng đáo hàm theo biến x thì bạn sẽ được z. Thứ nhất là đáo hàm
Xin lỗi, đạo hàm x ha, được z, đạo hàm z thì bạn sẽ được là z phẩy, như vậy x chữ nguyên. Nào. Từ đây bạn thể vào phương trình ở trên. Và này, thực chất là ở đây chúng ta bảo là chưa biết cái nào là hàm, nhưng mà nhìn chung là chúng ta vẫn đang xem y là hàm theo biến x đó. Từ đây bạn sẽ có là phương trình sao này, đúng không? Hai sao. Từ hai sao bạn suy ra cái gì? Hai dy chia dx y phẩy, tức là hai nhân với z cộng với gì? X z phẩy ha, sẽ bằng một cộng với y chia x, tức là z bình phương. Từ đây bạn có gì? Suy ra. Suy ra sẽ là 2x dz chia d x, đúng không? Tức là bằng z phẩy đó ha. Sẽ bằng chuyển về qua sẽ là z bình trừ đi 2 z cộng 1, đúng không nhỉ? Cùng vế phải ở bên này chỉ là lượng bình phương z trừ 1 với cả bình. Bây giờ bạn biện luận này. Nếu như z bình trừ đi 2 z cộng 1 bằng 0 thì có nghĩa là z trừ đi 1 bình bằng 0, đúng không? Có nghĩa z bằng 1. Z bằng 1 thì đồng nghĩa với việc là gì các bạn? Y sẽ bằng x, đương nhiên thỏa mãn phương trình ban đầu. Bằng nghiệm ha. Nếu như trường hợp z bình trừ đi 2 z cộng 1 bằng 0 thì cái phương trình số 1 này đi sẽ suy ra gì? Phương trình 1 suy ra 2x dz chia dx, cô chia xuống luôn ha, chia xuống luôn thì dz này nghe cho z pin trừ đi 2z 1 cái này số 2 đấy nhé, nào sẽ bằng dx chia cho x, xin lỗi, dx chia x. Từ đây bạn sẽ tích phân lên 2 lần dz chia cho z trừ đi 1 tất cả bình ha, sẽ bằng log mấy p trị đổi của x cộng với lượng này cô có thể ghi là gì, cộng với một cái log c một nào đó ha, cộng với log của đó, rõ ràng trong log thì c một này phải không, mà đáng ra là ghi lại cho đẹp ha, ghi hai vế cho cân nhau này. Như vậy chỗ này cũng ghi lại là hai lần dz chia cho dz trừ đi 1 tất cả bình nhé, sẽ bằng tích phân của dz ở dx chia x cộng với c triệu nữa ha, nên sẽ bằng gì, trừ đi 2 chia cho dz trừ đi 1 sẽ bằng log mấy p trị đổi của x cộng với log của c1 nào đó, đây c1 lớn hơn không c1 thôi, c1 lớn hơn không. Từ đây chúng ta suy ra được cái gì nữa, trừ 2 chia cho y chia cho x trừ đi 1 sẽ bằng log mấy p mở ngoặc c1 nhân với trị tuyệt đối của x, c1 trong trường hợp này vẫn lớn không, đúng không nào? Thì bạn thấy ở trong trường hợp này thậm chí là chúng ta dừng ngay ở ngang đây cũng đã ổn rồi ha, thì chúng ta đã thu được cái phân tổng quát, hoặc là nếu như bạn thích bạn có thể biến đổi thêm, biến đổi thêm thế nào, từ đây suy ra được ha sẽ là nhân lên thì sẽ là trừ 2x này chia cho y trừ x, đúng không, cục bi đông á, y trừ x rồi sẽ bằng log np t1 trị đổi của x. Yeah. Từ đây có này t1 nhân với trị tuyệt đối của x sẽ bằng em mũ, đúng không, em mũ trừ 2x trừ 2x chia cho y trừ đi x, đúng không nhỉ? Như vậy trong trường hợp này c1 nó vẫn lớn không, nghĩa là vế này thì bạn có thể đảo lại là bằng gì bạn, x sẽ bằng một cái hàng số c nào đó nhân với em mũ trừ đi 2x chia cho y trừ x, đúng không? C trong trường hợp này là gì? Nghĩa nào? Rồi. Thì bây giờ này, như vậy ở đây là dạng này đã có thể kết luận là tích phân tổng quát ha. Bây giờ bạn quay lại trên này chúng ta có hai nghiệm đó là x bằng 0 và y bằng x. Bây giờ sẽ xem hai hai dạng này có đặc điểm thế nào. Nếu như ha, nếu như bạn thay y bằng x vào trong trường hợp này thì bạn thấy là cái mẫu dưới này không tồn tại, đúng không? Như vậy y bằng x ở đây
mình có thể cho nó là nghiệm kỳ gì nhé nào, x bằng không thì sao, x bằng không bạn thấy này, x bằng không trong trường hợp bạn thể vào đây ha, thì bạn thấy ứng với c bằng không thì x có thể bằng bằng không nhé nào. Như vậy bạn có thể cho cái công thức nghiệm trong trường hợp này á là gì, bạn có thể nói là x phân tổng quát ha, là x sẽ bằng t nhân với e mũ trừ 2x để cho y trừ đi x nhé nào. Và c này thuộc vào r luôn, có nghĩa là gì, có nghĩa là nó đã bao hàm cả cái trường hợp này, tức là cái này mình cho là nghiệm riêng nhé nào, mình cho là nghiệm riêng và đồng thời có thêm là y bằng x sẽ là nghiệm kỳ chỉ nhé. Cô nói thêm là thực chất cái việc mà kết luận nghiệm riêng và nghiệm kỳ chỉ này đôi khi có thể khác nhau đôi chút, giả sử nếu như bạn dừng ở trên này bạn kết luận thì có thể là phương án của chúng ta nó sẽ khác đấy nhé nào. Thì cái vấn đề là nghiệm riêng hay nghiệm kỳ chỉ này nó không quá là quan trọng đấy nhá, và quan trọng là bạn tìm ra được cái tích tổng quát đó, thì tùy vào cái dạng bạn kết luận thế nào thì bạn sẽ đưa ra kết luận nghiệm riêng và nghiệm kỳ chỉ tương ứng đấy nhé nào, với cái bài mà bạn đang làm nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp ha. Ở đây chúng ta có thêm một dạng nữa, đó là khi mà chúng ta xét dạng phương trình DI chia DX bằng công thức là F chia cho A1 ha, X cộng B1, Y cộng với C1 chia cho cùng ở phía dưới tương ứng. Thì dạng này bạn sẽ làm bằng cách là nhận xét vào cái định thức, đây là định thức cấp 2 nha. A1, A2, B1, B2 tương ứng là hệ số bạn bóc ra từ cái biểu thức ở bên trên này nha, bóc ra từ biểu thức trên này. Thì khi mà bạn bóc ra thì bạn sẽ, nếu như trường hợp cái định thức cấp 2 này mà khác không thì bạn sẽ sử dụng phép thế đặt x y nhá, thông qua uv cộng với cái lượng x không tương ứng, đó x không sẽ là nghiệm của cái phương trình tuyến tỉ nghĩa này nhá nào. Và sau khi đặt như vậy thì mục đích của chúng ta là gì, loại bỏ cái c1 c2 này đi nhá, và bạn sẽ đưa được về một cái biểu thức là f theo gì, uv thôi. Và trong trường hợp này bạn thấy nó đều là bậc nhất theo uv đấy nhá, như vậy đây sẽ là một cái phương trình đẳng cấp theo uv ha. Đó, ví dụ à trường hợp tiếp ha, đẳng cấp theo uv thì bạn sẽ đặt giá là bằng thế này ha. Ví dụ tiếp là nếu như trong trường hợp bạn thấy là thay vì trường hợp là bên kia khác không đúng không, thì bên này rơi vào trường hợp bằng không. Nếu như trường hợp bằng không tức là ở trên tử và dưới mẫu nó tỷ lệ với nhau các bạn, thì bạn sẽ đặt là A2 sẽ bằng K lần A1 và B2 này bằng K, xin lỗi phải đặt mà mình sẽ rút ra được bằng K lần B1 ha. Như vậy bạn sẽ thấy là ở phía dưới rút ra được K lần ha của cái lượng bên trên. Như vậy ở đây bạn sẽ thu được một biểu thức theo A1x và B1y. Thì như vậy đây sẽ đưa về được dạng phương trình biến số phân ly để chúng ta giải ha. Bây giờ xét ví dụ này. Ví dụ này nó có gì? Bây giờ để đưa được về dạng phương trình đẳng cấp ha thì bạn phải là chia xuống đúng không? Thì trước khi chia chúng ta sẽ nhận xét xem là cái lượng mà cần chia thì sẽ là bằng không khác không như thế nào. Thì bây giờ bạn để ý là nếu như bạn chia thì lượng nào sẽ nằm ở dưới mẫu của bạn, lượng mà nhân với dx đúng không? Dy, xin lỗi, lượng nhân với dy như vậy x trừ y cộng 4 này này. Thì bạn nhận xét chi? Nếu x trừ y cộng 4 nghĩa là bằng không thì suy ra được y sẽ bằng x cộng 4 đúng không? Liệu rằng cái này có phải là nghiệm không? Thì như vậy rõ ràng lượng này thể vào bằng không, ở bên này thể vào thì bạn sẽ được x cộng 2 đúng không? Như vậy 2x cộng 2 dx thì rõ ràng bằng không là không phải đúng không nhỉ? Như vậy ở đây bạn có là gì? Không là nghiệm của nhé, lượng này không là nghiệm của phương trình. Bây giờ nếu như trường hợp là gì, x trừ đi y cộng với 4 này khác không nha, khác không thì bạn chỉ việc chia xuống, bạn có cái phương trình sao ban đầu này suy ra gì, dy chia dx sẽ bằng, cô đặt dấu trừ ở trước, lượng nhân với dx sẽ đưa lên bên trên, như vậy x cộng y trừ đi 2 bên này sẽ là x trừ đi y cộng với 4 đúng không? Rồi thì dạng này á, để xét xem là chúng ta sẽ đặt như thế nào thì bạn sẽ đi xét cái định thức cấp 2 ha. Sẽ bóc hệ số của x y trong trường hợp này ra, ở trên là 1 1 đúng không, ở dưới là 1 1, như vậy bạn có
một một này, một trừ một này, rõ ràng hướng này nhân chéo trừ đi nhân chéo như vậy được trừ hai đúng không? À, không, nghĩa là như vậy bạn sẽ sử dụng phép thế nào? Phép thế sẽ là x ha, sẽ bằng u cộng với x không, và y sẽ bằng v cộng với x không. Với x không, y không này là nghiệm của hệ nào nhiều bạn? Với x không ha, và y không sẽ thỏa mãn là hai phương trình ở đây thế vào ha. Vậy bạn có này x không cộng với y không trừ đi hai bằng không, và phương trình số 2 sẽ là x không trừ y không cộng với 4 bằng không. Như vậy ở đây bạn cộng vế theo vế lại thì bạn sẽ được 2x0 cộng 2 bằng 0. Như vậy x0 sẽ bằng trừ 1. Và thế vào thì bạn sẽ được x0 sẽ bằng chuyển vế qua thì sẽ bằng chừng 3. Ha. Tức là x sẽ bằng u trừ đi 1 và v sẽ bằng, à y sẽ bằng v cộng 13. Được chưa nào? Thì như vậy từ đây bạn sẽ thu được cái phương trình một này này, sẽ suy ra gì? DI chỉ là DV phải không các bạn nha. DX thì ở đây sẽ là gì? DU sẽ bằng x cộng y trừ 2, nhớ có dấu trừ ở trước này, x cộng y trừ 2. Như vậy trong trường hợp này là u cộng v cộng 2 và ông trừ đi 2 thì bằng u cộng v thôi. Tiếp x trừ y cộng 4, như vậy sẽ là u cộng v, à, u trừ v ha, u trừ v ha, trừ đi 4 cộng thêm 4 là không. Tổng lại bạn thu được phương trình này. Thấy nào? Thì đây là phương trình đẳng cấp theo theo UV ha, rồi theo hai biến mới UV. Thế bây giờ bạn có đặt gì? Chúng ta sẽ đặt z giống như bằng v mà chia cho u đúng không? Từ đây bạn sẽ suy ra được là v sẽ bằng u z ha. Từ đây suy ra được v phẩy sẽ bằng này, ở đây theo biến mới là u được nha. Như vậy z này là hàm theo u nha các bạn. Như vậy ở đây đảo hàm theo u thì bạn còn lấy z đấy nhá, cộng với u giữ nguyên. Như vậy z đảo hàm nhá. Hay nói cách khác là chỗ này v phẩy đúng không? Như vậy ở đây bạn có thể ghi lại là dv du này sẽ bằng z cộng với u dz du nhé nào. Đó. Thì ở đây bạn ráp vào bạn sẽ được như này. Từ đây suy ra gì? Bạn so sánh cái biểu thức trên này ha, phương trình trên này và phương trình dưới này. Như vậy từ đây bạn có vế bên này sẽ là gì? Cái dv du bằng nhau ha. Như vậy bạn sẽ có là z này sẽ bằng này, cộng với u dz du thế nào, sẽ bằng vế bên kia trừ của gì đây? Biểu thức này thực chất này là bạn chia xuống u cho cả từ cả mẫu ha. Như vậy bạn trừ này 1 cộng với v chia u đúng không? Bên này là 1 trừ đi v chia u. Như vậy ở đây bạn nói cách khác là chỗ này là trừ 1 trừ của 1 cộng cộng z chia cho 1 trừ đi z đấy nhá. Rồi. Từ đây bạn biến đổi tiếp bạn được gì? Suy ra. U dz du. Chuyển cái z này qua như vậy bằng này. Như là trừ của z trừ tiếp 1 cộng với z chia cho 1 trừ z đúng không? Chỗ này mình quy đồng lên ha, 1 trừ z như vậy nhân lên bạn sẽ được là trừ z này cộng với z bên này trừ đi 1 trừ đi z. Đấy nhá, là dấu trừ này ở trước ha. Như vậy ở đây bạn sẽ được là nguyên hàm lên theo xin lỗi, bạn thế vào là ha, u dz du sẽ bằng 1 trừ z ở đây. Trên này sẽ là z pin trừ đi gì các bạn? 2z trừ đi 1. Đấy nhá nào. Rồi. Bây giờ tiếp tục ha. Tiếp tục là để mà đưa về dạng biến số phân ly thì bạn phải chia cái biểu thức trên này xuống. Nhá, chia biểu thức này xuống. Thì trước khi chia bạn là biện luận. Z pin trừ đi 2z trừ đi 1 bằng 0 thì sao? Từ đây suy ra z nghiệm bây giờ hơi lẹ ha. Trừ b phẩy như vậy 1 cộng trừ căn của b bình trừ đi ac như vậy 2 ha. Rồi thì lúc này ứng với từ đây thì bạn sẽ suy ra được z là bằng gì nhỉ? Đó. Cái này có phải là nghiệm không? Nghĩa là z sẽ bằng gì?
Z là bằng V chia cho U ha. Z bằng V chia cho U. Như vậy là V chia cho U này. Hay nói cách khác là V sẽ bằng 1 cộng trừ căn 2 của U ha. Rồi, để đây. Mình lên mình xem thử ha. Đâu rồi. UV. Như vậy trong trường hợp này một trừ căn 2 bên này là bạn thể vào ha, thì bạn sẽ thấy chắc chắn kiểu gì nó cũng thỏa mãn các bạn. Đây, bạn thể vào đấy thử. Như vậy DU chia DV như vậy là bằng một cộng trừ căn 2, một cộng căn 2 hoặc là một trừ căn 2 ha. Giờ một cộng căn 2 đi. Một cộng căn 2 này. Sẽ bằng này. Trừ đi. Cộng hoặc U cộng V như vậy U cộng với một cộng căn 2. U đúng không? U. Nghĩa này. Chia cho U là đây. Trừ đi. Bên này là một trừ một cộng căn 2. U ha. Rồi. U xóa cái nháp phía này này. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ thấy rút gọn đi được bao nhiêu nhỉ? Như vậy chỗ này sẽ bằng trừ trừ đi 2 2 u này và cộng với 2 căn 2 ha. 2 cộng với căn 2 u đúng nhất là 2 cộng căn 2 u. Chia cho dưới này sẽ là gì? Căn 2. Căn 2 u đúng nhá. Và có dấu trừ. Nghĩa là như vậy trừ trừ bỏ như vậy nó chính là ra là một cộng căn hai luôn. Như vậy hai vế bằng nhau, hai vế bằng nhau tức là nó thỏa mãn. Thì bạn kiểm tra kỹ vế còn lại kiểu gì cũng là nghiệm nhá, là nghiệm. Nghĩa là chỗ này thay vào ít ít xong. Bây giờ tiếp trong trường hợp cái z pin trừ đi 2z trừ đi 1 khác không thì bạn sẽ bắt đầu xử lý cái phương trình ở bên này. Từ đây bạn có gì hai sao ha. Bạn suy ra được sẽ là gì? DZ chia cho. Bên này đưa lên sẽ là 1 trừ đi Z hoặc là cô 1 trừ đi Z ha. Chia cho Z pin trừ đi 2Z cộng trừ đi 1. Sẽ bằng DU. DU ở đây. Đấy chứ nào. Sau đó bạn sẽ gì? Bạn lấy nguyên hàm lên ha. Cô lấy nguyên hàm luôn. Đỡ phải ghi một lần nhé. Nguyên hàm. Như là từ đây bạn sẽ suy ra được điều gì? Chỗ này á bạn để ý một chút xíu, nếu như chỗ này cô nhân về 1/2 thì trong này cô sẽ được là 2 mà trừ đi 2 z đúng không? Đi z. Z pin trừ đi 2 z trừ đi 1 bằng nguyên hàm của du chia u đấy nhá. Nào lượng bên này này bạn có thể lấy tích phân nhân kiểu gì nào, bạn đưa toàn bộ cái biểu thức này vào ở trong d, bạn sẽ sử dụng cái công thức là df bằng f phẩy dx ha. Đây là công thức vi phân bình thường mà chúng ta biết. Thì bây giờ nếu như bạn đưa bạn có là f phẩy đây dx đây thì bạn sẽ đưa cái này vào được nha, thì nó sẽ là d của f đúng không. Thì trong trường hợp này mình áp dụng tương tự mình sẽ được gì? Chỗ này sẽ là d của đấy nhá, hai đưa vào có phải là 2 z không, trừ đi z pin như vậy có phải là trừ của z pin không đấy nhá. Nhưng mà bởi vì cô muốn để cái dấu nó giống với dãy mẫu thì cô thêm ngoài này dấu trừ, bên này cô trừ, bên này cô cộng. Phải chắc là thằng số trừ mẫu thì thêm vào thoải mái. Như vậy bạn cứ thêm vào z pin trừ đi 2 z trừ 1 bằng nguyên hàm của du chia u ha. Như vậy chỗ này bạn lấy nguyên hàm lên bạn được bao nhiêu? Bao nhiêu này? Chỗ này sẽ được là gì? Trừ 1/2 ha. Log này ba trừ rồi. Của gì? Z pin trừ đi 2z thì một đúng nhất là sẽ bằng bên này log nepa trị đổi của u cộng với cái log c1 nào đó, bên này log hết nên cô để log luôn ha. Rồi như vậy chỗ này này mình có thể đảo lại sao cho đẹp, cô mang cùng này qua và cô đưa cái log này về ha. Như vậy chúng ta sẽ có gì, số 2 nhân lên luôn đấy nhá. Như vậy cô sẽ có này log của 2 ha u này cộng với log trị đổi của z pin trừ đi 2 z trừ đi 1 này sẽ bằng trừ 2 lần log của c1 đúng không? Từ đây bạn có gì?
Biểu thức này là suy ra được u bin ha, nhân với trị tuyệt đối của z bin trừ đi 2z trừ đi 1 sẽ bằng. Như vậy chỗ này đưa vào là log của c mũ trừ 2 đấy nhá. Như vậy bạn có thể đưa qua bằng một cái c nào đó, đương nhiên c trong trường hợp này khác không ha, bằng không được không? C1 rồi rồi ok khác không ha. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có này, trong hai trị đổi thì min phả trị đổi đi nghĩa là min phả trị tuyệt đối đi. Chỗ này là chỉ xác hơn là lớn hơn không ha, lớn không rồi. Như vậy trong trường hợp này mình phả trị đổi đi thì mình sẽ được là, vậy thì cô không có C2 u bin nhân với trị tuyệt đối phả đi sẽ là z bin trừ đi 2z trừ đi 1 ha, sẽ bằng một giá trị c nào đó, thấy chưa nào. Như vậy lúc này c này chỉ cần khác không là được rồi. Mình lại thay vào ban đầu thì mình sẽ được gì? Mình lại có là nãy chúng ta đã đặt lại u bằng cái gì hả? U từ đây bạn sẽ suy ra được là bằng x mà còn với 1 đúng không? Còn v sẽ bằng y trừ đi 3. Thấy chưa nào? V sẽ bằng y trừ 3 ha. Như vậy bây giờ bạn nhớ này, nhớ cho cô là u sẽ bằng x mà cộng với 1, v sẽ bằng gì? Y mà trừ đi 3. Đấy nhá nào. Như vậy ở đây u bình như vậy x cộng với 1 tất cả bình phương ha, nhân với z, z là mình đặt v cho u các bạn. Như vậy z chỗ này sẽ là y trừ đi 3 bình này, chia cho còn phải một pin ha, trừ đi hai lần z, hai lần z. Như vậy trong trường hợp này là y trừ 3 chia cho x cộng 1 trừ đi 1 ha, bằng c. Như vậy bây giờ bạn nhân vào thì bạn sẽ được gì? Y trừ đi 3 bình phương trừ đi hai lần tích hỗn hợp bên này, y trừ đi 3 nhân với x cộng 1 đó. Trừ đi là x cộng đi 1 bình phương đúng không, bằng giá trị c nào đó, thấy chưa nào. Rồi. Như vậy đây là chúng ta thu được cái tích phân tổng quát đấy nhé. Để ý lại cho cô. Để ý lại là trong trường hợp ở trên này này. Cái V z bằng 1 cộng trừ căn 2. Đây. Và bây giờ bạn nhìn luôn vào đây cho nó dễ. Tức là z bằng cộng trừ 1 cộng trừ căn 2 chỉ là nghiệm của phương trình này đúng không? Mà nếu như trường hợp này mà nghiệm mà cho ra bằng không á, tức là sẽ đẩy ra z sẽ bằng hai giá trị ở bên trên, tức là ở với c bằng không đúng không nhỉ? Đó, thì chính vì lý do này nên là mình gộp nghiệm vào đây thì mình sẽ cho ra được là c không chỉ là không mà ở đây là c như thế nào các bạn? Gộp vào r luôn, đấy nhá nào. Thì đây sẽ là công thức tích phân tổng quát của cái bài này ha. Bây giờ chúng ta đi thêm bài nữa ha. Cái này nó hơi rối một chút xíu nên các bạn chịu khó ha. Dạng này thì đây là dạng thứ hai cũng tương tự như phần trên đấy nhá nào. Thì bạn cũng sẽ thấy rằng là gì, ở đây chúng ta sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, đó là khi mà cái hệ số bên này này và hệ số cái biểu thức bên này và biểu thức bên này nó tỷ lệ với nhau được chưa nào. Rồi thì bây giờ thứ nhất bạn sẽ xem này, bây giờ nếu như trong trường hợp mà bạn chia xuống dạng này thì nãy là mình có bảo là mình đặt là z sẽ bằng gì các bạn, z sẽ bằng là cái lượng bên này luôn ha. Thì nếu như tạm thời bây giờ chúng ta đặt cái này luôn thì nó có gì, bây giờ nhìn qua thì bạn thấy là vì cái hệ số 2 trừ 2 rồi là 1 trừ 1 này này cho ra bằng không đúng không, thì vậy bạn sẽ đặt luôn là gì, z sẽ bằng x trừ y nhé nào. Xuất phát từ đây chúng ta làm luôn đi ha. Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có là dz sẽ bằng gì? Dx mà trừ đi dy đúng không? Rồi. Như vậy phương trình ban đầu của chúng ta ở bên trên, phương trình sau này này. Bạn sẽ suy ra gì luôn? Mình có thể làm gọn luôn sẽ là 2 lần dz trừ đi 1 đúng không? Dx cộng với y trừ đi x trừ đi y cộng với 1, như vậy chỗ này sẽ z cộng với 1 đúng không?
DI thì mình sẽ ghi lại DI bằng gì? D, DX mà trừ đi, DZ. Rồi, từ đây mình sẽ nhân ra và mình gom lại ha. Như vậy, cái lượng mà nhân với DX ở đây sẽ là 3Z, đúng nhá. Cái lượng mà có DZ ở đây sẽ là có dấu trừ ở trước, Z trừ, cộng 1 ha, DZ. Đúng không? Bây giờ xử lý tiếp để đưa về dạng biến số phân ly thì bạn sẽ bắt đầu chia ở phương trình này, được nhất nào? Ừ. Với trường hợp là z bằng 0 thì chúng ta có cái gì nhỉ? Z bằng 0 thì thế vào bạn sẽ có là y bằng x đúng không? Z bằng 0 thì sẽ suy ra được là y bằng x ha. Y bằng x thì bạn thấy thế vào phương trình ban đầu có phải là nghiệm không? Phải, được nhất nào? Như vậy là nghiệm của phương trình ha. Hoặc là bạn nhìn thẳng vào đây cũng được ha. Tiếp, nếu như z mà khác không, từ cái phương trình này cô đặt vào phương trình 2 sao đi ha, bạn sẽ suy ra được điều gì? Bạn chia xuống, như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có là dz ha, dx và này. Như vậy dx trong trường hợp này đưa qua chia xuống đấy nhá, nào bên này là z trừ 1 này, cộng 1 ha, z cộng 1. Bên này là dx, thấy nhá nào. Ừ. Như vậy lượng này sẽ là một lần dx ha, một lần dx này. Bên này 3z ở đây. Rồi nhân chéo đúng ha. Như vậy từ đây bạn sẽ lấy nguyên hàm hai vế lên, cố định nguyên nhiệm thích phân ha. Suy ra được gì? Bên này là hàm phân thức mà bậc tử bậc bằng 1, bậc mẫu cũng 1 luôn, như vậy bạn sẽ chia xuống. Như vậy ở đây sẽ được là 1 phần 3 cộng với 1 chia cho 3z đúng nhá. Rồi, dz sẽ bằng nguyên hàm của dx. Lượng này nguyên hàm lên sẽ là 1 phần 3z. 1 phần 3z cộng với 1 phần 3 log np trị được của z sẽ bằng gì? X ha. Rồi, cộng với cái c nào đó, bây giờ cộng với c1 nào đó đi ha. Từ đây bạn sẽ chuyển về, bạn sẽ được gì? Nhân 3 lên cho đẹp như các bạn. Như vậy bạn sẽ được là 3x trừ đi z trừ đi log z, log trị được của z. Nghĩa là sẽ bằng một cái giá trị c nào đó. C này thì đương nhiên là thuộc vào R thôi ha. Không có gì, đáng chú ý ở đây. Thuộc vào R. Nghĩa là như vậy từ đây bạn sẽ có là 3x trừ đi z. Ở đây là mình đặt z là bằng x trừ đi y ha. Như vậy trừ x cộng y trừ đi log np trị đổi của x trừ đi y bằng bằng c. Vậy gom lại một xíu nữa là 2x cộng với y trừ đi log np trị đổi của x trừ y bằng bằng c. Rồi ở trên kia chúng ta có cái gì các bạn? Có y bằng x đúng không? Như vậy c hướng r ha, và có y bằng x là nghiệm thì gì ha. Vậy chúng ta xong ở trong trường hợp này nhé các bạn.